nữa nó kêu, dâu nó mới nó kêu la làng. Nó kêu nó mẹ ơi ơi hả cha cái kia gì đụng tao chơi chị chuồng mất tiêu rồi. Rồi xong cái nhỏ gái nó thấy đụng chuồng người la ông lộn mèo, chuồng lật ngang ông lộn mèo. Trời ơi. Là mấy cái người dân trên đây là thấy là chú lộn mèo luôn hả? Thì con nhỏ con gái đó đó. À. Nó ra nó chết mà chưa kịp rửa, nó đứng nó dòm dòm ra ngoài sông vậy đó. Dạ. Nó gặp ổng mới vô. Mà lúc đó là 5 giờ mấy chiều hả chị? 5 giờ mấy chiều thì mưa mới tạnh, mưa ào chú lắm, vô dòng gió luôn rồi trong bữa sau á. Mà chị biết là bữa đó là chú đi làm cái công việc gì đi xuồng ra xuồng đó không? Đang đi ra đưa đồ cho xà lan á. Rồi bơi vô đi ra rồi mở cửa ra rồi mới thấy bơi vô. Dạ. Yeah. Bơi vô rồi cái nhỏ đi ra nè, hai đứa đi ra đặng sẵn ăn cơm rồi rửa chén đó. Dạ. Yeah. Từ cái nó nói với ai mà bơi xuồng chất này là bơi vô mà đổi nón lá. Dạ. Yeah. Rồi cái nhìn tôi nhìn như cũng nhìn ghe bọn xà lan vậy đó. Dạ. Yeah. Nhìn xong rồi bơi tiếp luôn. Dạ. Yeah. Cái đó nước lớn chảy lên trời đó. Nước đang lớn. Đang lớn chảy yeah. lên xiết lắm. Lộn bơi vô rồi cho không hút. Vậy nhưng mà cổ chị có nghe là mấy cái đứa cháu mà kể lại là khi mà chiếc xà lan đã còn quẹt dưới chú mà có nghe chú la lên cứu gì không? Giống như thì đụng thì dâu nó nghe la cái á rồi thôi đó. Tiên là Lâm chào mọi người và các bạn nha. Thì mà các bạn ơi, thì có một cái người chú, thì năm nay là chú là 74 tuổi, thì chú không may thì chú đã mất tích ở dưới một cái con sông lớn nha. Thì chú đã mất tích hồi ngay chân là bữa là 4 tây tháng 11 nha. Thì hôm nay là cái ngày 6 tây tháng 11 thì hôm nay cũng chưa có tìm được gặp là chú nha. Thì nhà của chú là ở ngay chân là phường Thới Long, quận Ô Môn, tỉnh Cần Thơ nha. Thì hôm nay Tí Lạc sẽ quay những cái giây phút mà để đi tìm kiếm chú để cho mọi người cùng xem nha. Về một chiếc, hai chiếc, bốn chiếc. Dạ, mình tự đi dạ lên xã nãy vậy. Mình còn sao không? Mình không biết mình tìm người hiểu cái phần mình hết chung rồi sao? Ngủ hả? Em biết không? Bây giờ hai chiếc mình ăn ngang, lúc mình nhận lần đất như chiếc cuộn cuộn vậy đó. Là phải mấy cái, ổng có ấy đầu thịt ra nè. Không quá là không có bài đưa thì dẫn tôi lấy ghe tôi chạy dẫn tôi chạy đi nha. Thôi à, đi rồi, 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 đưa gì cháu không chạy rút cái cháu này ra ngay ngay đi hả xin hả đây 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 dạ có được mừng. Cũng trong cơ. Ở đây ai 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 cũng trong
đâu cái bên đó gột khó là không ăn được. Anh bỏ câu anh nghe là qua nay anh lên đó qua gì đó cái gì đó nước mắt khóc cái gì mà nước mắt đỏ hết trơn luôn. Anh cho em hỏi là chú bữa chú mất là bữa đó là chính xác là mấy tay anh? Bốn tay. Là bốn tay ha. Dạ. Thì ở dưới hôm nay nó điện cháu. Dạ. Anh là sao với chú? Bà gì ruột. À dạ dạ. Dạ 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 dạ. Ủa như vậy là của chú nghĩ là chiếc xà lan sẽ lôi gì là nó sang anh luôn à? Lôi đi luôn ha. Chứ wow. Nước mình đổ xuống mình làm sao ổng lên đó. Dạ. Nếu như vậy là nó lôi xà lan nó lôi ổng luôn rồi. Dạ. Chạy nữa không á. Dạ. Trời ơi. Cái con sông này luôn đi hả chú? Ừ. Đây lên người bé, biết người bé không? Dạ không. Người bé không đã bảo rồi mấy con. Có, con ở đâu có đây. Chắc 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 chắn chứ. Mấy em này nó. Mà cái chiếc xuồng mà con nghe nói là cũng không tìm được không hả chú? Tìm vợ thoa thoa con thứ bảy nè. Biết rồi vợ thoa. Con thoa con của bé mì á, nó đã biết, nó mình hiểu không? Nó có chồng lên, cái trên cái đầu cái nón lá bể luôn. Trời ơi. Cái đây, ngày qua tôi có coi lén như mấy chú công an đó, anh kết đó thì cái lá xuồng bể luôn. Dạ. Cởi ống cái chân mà anh tôi mà cởi là ông không còn gì cho tôi biết là nó nhận chìm ổng luôn. Ông la được cũng tiếng một. La được hả chú? La được mấy cháu này nó không cho ai liền chứ phải cái gì một hồi nó mới la nó cho ai. Phải ông hai vô chưa? Nói không? Vậy là con nghe ông hai la ngoài ta bác. Trời ơi. Là quá lâu rồi. Mà phải nhưng mà nó cháu nó la liền thì mình có tập anh để mình có buồn quá chứ được không có đi. Dạ. Ông hai đi đâu đòi chứ có vô. Trời ơi. Tá quạ lên là mới biết là ông gì mất rồi. Dưới phần một cái chiếc xà lan nó đã gia chạm dưới mình là mình đã thấy là mình đã trốn dáng ha chú. Không còn đâu, không còn với anh tôi rồi, ông già lớn tuổi rồi đâu còn sức lực gì nữa đâu. Dạ. Tại vì năm nay là chú 74 rồi. Mưa lớn lắm, mưa mà gió nữa. Chú thấy mưa chú mới chàng cái áo mưa cái anh đeo ông thủ áo mưa chứ lông la đó. Mà nó cởi cái chân ổng là cái nón lá bể luôn. Ngày qua công an cất đem gì cắm rồi đó, nhưng mà cái nón lá bể luôn. Dạ. Còn tôi qua lén thì cái lá chuồng bể luôn. Trời ơi. Nó cởi quá nặng cái lá này, nó cởi ổng cái chân luôn, không có tránh được đường nào trên. Có bà không có đấy, cái lá điếc nó nghe đi hoài. Cởi cái chân luôn. Dạ. Hiện sớm thấy chú chạy ra quý quá chú mà thầy dễ gì. Dạ. Quá lâu rồi cháu nó mới lên cái cho hay mong vậy nè, tại vì cái đó nước lớn đang chảy lên cái đầu cho lên chảy, khi mà nước rộng đổ xuống thì dướng những cái đống trà không cho chảy lại. Dạ, ra nước nó không có chảy xa. Với điều thứ hai nữa là xà lan nó lôi ông luôn bộ giờ mấy chiếc ghe đã đi về rồi ha anh. Đó thì đã có anh 11 lại đặng ảnh tài phụ ha, để anh phụ trong gia đình để là tìm kiếm chú. Anh 11 thì trên xe lúc nào anh 11? Dạ. Hỗ trợ gia đình để đi tìm kiếm á. Có cảm giác trắng là tôi biết rồi. Ông vô ông kiếm cái gì mình công nhận.
Anh 11 có lẽ là đến đây để mà anh 11 giái á. Mới xuống tới luôn ha anh. À, đây là. Đó thì bây giờ các bạn thấy á, thì đây là chiếc xuồng này á, là thì tí là Lâm thì cũng nghe là bà con nói thôi là chiếc xuồng này là chiếc xuồng của chú, là hàng ngày là chú đem đi ra ở ngoài, chú đem đi mua đồ chung đất liền rồi chú đem ra ở ngoài cái xà lan cho những anh em đi xà lan nha. Thì đi ra một cái con sông này thì không may thì bị xà lan là nó va chạm với chú nha. Chú đã té đi xuống sông nha, nên là cũng có chưa có tìm được là chú luôn. Mất từ hồi bữa 4 tay mà hôm nay là 6 tay mà chưa tìm được chú luôn nè. Đó thì bây giờ đó các bạn, thì giờ anh 11 thì anh đang đi vô trong nhà để ảnh là giái dưới cổ quyền nha. Gần đây có quán cà phê nào lớn lắm. Có đây nè, bánh thì đi nhóc đi cả. Chúng ta là bánh thì đâu nha. Chưa. Chưa đến hồi cúng dưới sông. Chú ơi, bé đi. Những bến mình cũng cái bến này của ông phải không? Cúng cái bến. Ủa anh ha, không chế đây không anh? Không, cái này là các bạn hôn ngát cầu nguyện. Dạ. Yeah. Thì tôi quy trình cứu quyền. Dạ dạ dạ. Tại chiếc thuyền cháu mua rồi nhưng mà chưa có chuẩn bị được cái dụng cụ xe cộ để chở đi. Chứ phải có là bên bệnh kia tôi bon qua đây luôn à, tại tôi ở bên sông nè. Cháu dạy cấp cứu của bạn sĩ Tân Hòa, làm bên Tân Hòa cũng mấy năm rồi. Đó thì bây giờ các bạn thấy thì bây giờ là hôm nay là cái ngày thứ ba rồi mà tìm chú chưa có gặp, nên là bây giờ hôm nay là bà con rất là đông luôn. Những bà con hàng xóm thì đến để hôm nay để phụ trong gia đình nha, để mau tìm gặp được tìm được chú luôn nè. Làm trà đá luôn. Đây cũng vị trí đó mà chạy hai ba quận không gặp. Đúng rồi. Mình thích vậy đó. Đi như tử không có mà tôi xuống cái đầu chạy qua gặp. Em đang bắn cái nước là dạ. Để làm thủ tục cúng nó đi. Dạ dạ. Em có hồng quẹt rồi, để hồng bốt cho ông thân. Mình để cho nam trang được không? Không có để dưới luôn á. Để tôi để nhờ dưới mũi xuồng mất. Rồi, 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 mũi xuồng nhà đó. Nhà đó, không có sao chứ. Tôi xong nước mà đâu vậy đó. Chị là con của chú ha. Dạ. Có bữa mùng 4 có gọi mà về đám giỗ đó, ông kêu ơi con lên tính sớm nó. Nhưng mà mấy anh em chia sẻ rộng rãi qua nay là ví dụ như có bữa nay mà có ai thấy là họ điện liền. Dạ. Chị đó, rồi trễ lên là sao? Ở dưới nhà lên là 5:30 lên tới đây. Wow. Ở đây là 5:40 là rồi. Bị ra. Nhưng họ xuống cúng là cũng như chú gọi điện rồi. Đây ở đâu ạ? Cũng như là hỏi em chị là về đám vợ về đây con thì sớm không chịu, gì sớm không ba cũng không chịu đợi con lên ăn
nói thôi ba cúng ăn chiều, ba cúng bà ăn trước đi, con thì nào con lên con ăn sau, có gì con ăn cái nấy chứ ba đừng đợi con. Rồi cái ông lên ổng không gặp, ổng cũng chờ nó cứ tới 5:40 thì cũng đi ra cướp cái thời gian hàng ngày, cũng là không phải là mới hôm nay, rước là cũng có 2 năm nay rồi, tháng nào là cũng như là một tuần lễ rước ngày trời đang lên đó là rước lấy đồ vô, người ta ổng ấy không có tiền, ổng ra ổng rước người ta cho 30, 40, 20 gì đó, cũng cục ghê với này kia với là rồi đó. Rồi ổng bơi vô thì dành tới cũng trà đó là rước là ổng táo quả tiêu. Trời ơi, táo quả tiêu là ra thấy ổng là không thấy xuồng, không thấy xuồng mà không thấy người. Dạ. Ai phát hiện phát hiện là cái nhà bên kia, nhỏ cháu bên kia phát hiện là nói là bà hai ơi, ông hai có nhà không, bà với ông hai có nhà không, mà thấy xà lan mới đụng cái xuồng lộ cái nón cái mưa cái tấm xu chặn ngang rồi chìm rồi, thì đá quả ra kêu lên kêu là đá quả ra kiếm là họ tìm không thấy. Lúc đó không biết là chú Tư với chị hai chị, nhưng mà cho chị cho em hỏi là chú là có biết bơi không? Biết bơi, ổng mới lội nữa cho bộ mà cái ổng mang cái xu á, bỏng cái xu màu gì mà không biết, nghe mình che ăn ngay ngon một ngày mấy gì nè, cái mấy nó láo quen mà. Dạ dạ nó dạ, 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 mà ba rất lội, nhưng mà có cái chọi đụng chanh nó rồi ba quả mốt quá đau rồi ba nổi không nổi à, cũng... không biết. Thí dụ là cũng như là có một cái da chạm mà chúng dạ, chỗ ấy, chúng chỗ nào ha, dạ, nên là chú không có chú bất tỉnh ha. Dạ là ba mất lỗi gành lắm rồi, bị dạ. Ba sắp con gái từ ấy mấy chục năm nay rồi mà dạ. Rạch vớt cái sông hoài, ngày nào cũng đi dở vớt cái nò đó anh. Dạ. Rồi dở con cá ra con cháu đi học đó. Dạ. Chụp cái đó. Dạ. Rồi đâu có gì sao đâu, bữa sau kiếm gì bữa đó tách dỗ bà ngoại em. Dạ. Rồi kêu ông bữa đó ông điện chắc là 4 giờ điện cho mấy em hỏi nào lên. Dạ. À, em nói bơi con lên trễ lắm, ba này mà cũng không chịu ban trước đi. Con em có lần ăn cái nấy. Dạ. Mà ổng không có chịu, ổng đợi luôn. Trời ơi. Rồi cái ổng mới nói với thằng cháu nội á, thằng nhỏ xíu học lớp 5 á, nói con ơi con đừng có khóc nữa. Mấy cô với chú với bác mày chắc này hôm nay tối bên đầy đủ à. Dạ. Ông nói cho em bỏ con gai nước kêu lấy đơm với ghẹ cho em thời gian em đây cho người ta lấy đó. Dạ. Rồi ông bơ lấy là mất tiêu luôn á, tả qua 4:00, 5:00, 4:45 đó là mất tiêu ổng luôn đó. Trời mà ơi. Em đã chưa có tới nữa. Còn đang lên đường lên đây. Trời ơi. Ủa chị là con gái thứ mấy của chú? Thứ tư ha. Dạ. Trời ơi. Là không nghe kêu la gì luôn ha. Không biết, tại vì em còn ở dưới em không có biết, lên đây không biết gì hết. Trời ơi. Thiệt tình chứ. Nhưng mà hồi đó giờ chú làm cái nghề mà chú mua đồ chú đem ra xà lan lâu chưa? Ba chừng 2 năm nay không có mua đồ, nguyên ghe xà lan á, nên nó mua đồ gửi lên nhà và ba ra lấy, chứ mình là ba đi mua cho đen đem vô cho người ta anh. À. Đưa xà lan á. À. Ai xe đập ba đưa đò đó, nó mẹ biết. Cho ba 40 vậy đó. À biết rồi, hiểu rồi. Người ta ba ra bơi ra lấy đem vô cho người ta ra ta lấy. Ờ chú sao mà ngay chân ngày đó chú xui dữ rồi trời. Mấy chân ngày em chịu quá ông ngoại luôn, bây giờ ông ngoại luôn. Dạ. Quá trời xui luôn. Dạ. Khởi cây vậy nè, rồi dắt xén qua lúc bụng 4 luôn. Khi má em á, là khi em lâu vô, để xong anh bà là không ai làm tiếp. Dạ. Nặng nổ lắm, thì lâu vô tới đây là nhiều đám bự luôn á. Ủa là mà mấy cây này là chú lâu để là chú làm gì chị? Làm củi, là ổng nói là kêu mẹ em là liên dưới ổng mà thôi đây, bà ổng không có, anh bà là không có nổi. Dạ. Làm lại bắt xét nước lớn gì anh, kè đâu đây là chiều đám bị này đó. Trời ơi, xui. Có ba em bệnh mà chết không nói nữa, đâu có gì bệnh gì đâu, không có gì chứ. Xui hả chị? Dạ. Nhưng mà vậy là cái này em nghĩ là da chạm chắc là trúng chỗ nào nó ấy rồi. Ba bước lỗi ha bự. Dưới phần mình ở đây là mình ở cũng là sông nước ha. Sông nước nên là chú biết lỗi. Ba ở đây mấy chục năm rồi. Trời ơi. Gửi cho phải mới gì đây đâu anh, là tại má em coi má em đây nè là bắt gửi luôn. Dạ. Yeah. Ba ở đây mấy chục năm nay rồi mà bây giờ yeah. Ba em là 74 rồi. Dạ. Yeah. Trời ơi. Quá xui. Con thứ mấy cô chú bé? Thứ tư hả? Dạ. Mới vậy thôi, khổ mà bỏ hai cái nổi nhà đó ba lo đó, nên nước lo đó đâu có tiếc cái đó. Mấy anh chị đó có đi về hết chưa chị? Về hết rồi, thằng em về hôm rồi. Đấy là nghe tin là về hôm. Khổ về luôn chứ đâu có ở nè, ra mà mình cuốn mới thì kiếp thôi, thấy bệnh ở nhà chết ở nhà không nói chi mà dưới sông đó. Dạ. Cái này là cũng còn em mà sáng em nấu cơm cúng với ba với ông bà đó. Dạ. Và hôm nay ba bữa rồi. Trời ơi. Ba đi rước cái bằng một cục cũng xì nhiều quá, giúp cho không bằng một cục cũng xì nha. Với cái áo chặt cũ nữa, với cái bọc cái tràn ngang cụ này anh, với cái nó. Dạ.
Thì ba đi ra rồi cơm nó để bàn cúng đó, đó. Là còn cây rượu mới bóc rượu ra là cúng không, nó đợi với nước gái để ăn này đủ. Trời ơi. Chứ không ăn trước là để là các em lên kiếm đồng ngập là tối rồi nên dẹp luôn, đâu ai nhà để ăn cơm đâu. Dạ. Ủa em nghe nói là bữa mà chú mất đó là cũng ở nhà mình cũng có cái tiệc không? Đám giỗ ông ngoại mùng chiều, mùng 4 cũng mùng chiều, mùng 5 cũng mùng chánh. Dạ. Là ngày qua cũng mùng chánh đó. Ủa chị cho em hỏi làm sao mà bây giờ là em thấy là cúng ở ngoài bàn mà ở trong một cái bụi ngựa là cúng một cái. Cái bụi ngựa là giấy ba, đầy ba ngủ ở giường đó. À. Giấy ở đó. Dạ dạ dạ. Cái đó là giấy ba kiếm ba một sạch. Dạ. Dạ dạ dạ. Dạ 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 dạ. Trời ơi, rượu ngoài nhà Lan bữa tội. Nhưng mà bữa đó là của nó có bóp kèn gì không chú Đặng, cho ổng chạy gì không? Tính qua luôn mà lái nhà Lan nổi lái vậy đó rồi. Cái đầm nhìn đó nó tốt hơn trước. Chứ xài Lan thấy là nó cũng bóp kèn mà. Nó thấy thì nó bóp, nó không thấy thì nó bóp. Trời ơi, đụng mấy cái lưới bị đụng hoài. Trời ơi. Sông này quá trời to mà. Tại sao chuẩn được hay chuẩn giật báo vừa vừa bị không vừa diễn ra xuống luôn đó. Chạy không có còn có chiếc kia gọi vậy đảo chừng chừng về thì dắt xuống mà chạy theo dòng nước hay là chạy sát mé rồi chà nóc rồi gắn xuống vòng vòng cái đuôi còn nó luôn đi. Bây giờ thì cứ chạy chừng chừng chạy chứ gì đó này đá đi sâu sâu xuống đường thay chứ đây đúng rồi đi xuống tới chà nóc rồi đi lỡ rồi đi xuống sao đại còn bây giờ gắn chạy cái số đây đi có kêu chiếc máy xe đi trước anh có quẹo qua cầu thang không không có anh ơi cái cánh mình có gì đây không ạ không có đi cái máy đi cái máy coi có thằng nó phải không hai người ta được cái gì được cái hậu bây giờ nó phải có một số là một món là đi rồi hảo quay cái về còn cái gia cạo thì tao kêu nó đi xuống tới người thân luôn á. Thì đồng mấy lúc nào không giá đâu thì bây giờ mày chạy xuống một đoạn nó đi rồi hả quay về kiếm rồi để ra cậu thì ta kêu đi cái tên thơ á ra cậu của thằng con tay con quá con tay thằng quá thằng uống cà phê sáng đó mày phải đi thôi cái đủ thì đi mày xuống đi nữa rồi mấy chảo cái gì đây rồi bắt đầu tính nữa phải quằn hoài chứ là làm sao mà nghĩ được bây giờ cứ chạy xuống chục cái số 50 cái số nữa đi rồi quay về chạy chơi từ từ gì á gì đó đâu được đáng chạy rồi chắc nó là đụng mất tiêu rồi rồi em đi vô chứ không biết đâu còn chạy lên kia đường hai hà cô cũng không có gần cũng không biết chiếc đó cỡ mấy giờ hả chị? Cỡ 5:30 đến 5:40 hả? 5:40 vậy là con gái chị thấy hả? Con gái với dâu chị thấy hả? Con đó này là với con dâu dâu này dâu kêu chị nó kêu dâu nó mới nó kêu la làng nó kêu nó mẹ ơi hả cái gì đụng tao chứ chị chuồng mất tiêu rồi xong cái nhỏ gái thấy đụng chuồng người là ông lộn mèo chuồng lạc ngang ông cũng lộn mèo trời mất ơi tiêu. Là mấy cái người dân trên đây là thấy là chú lộ mèo luôn hả? Thì có nhỏ con gái đó đó à nó ra nó chết mà chưa kịp rửa nó đứng nó dòm dòm ra ngoài sông vậy đó. Dạ. Nó gặp ổng bơi vô mà lúc đó là 5:00 chiều hả chị? 5:00 chiều thì mưa mới tạnh là mưa ào chú lắm vô dòng gió luôn rồi không có sao á. Mà chị biết là bữa đó là chú đi làm cái công việc gì đi xuồng ra xuồng đó không? Đang đi ra đưa đồ cho xà lan á cũng như là mình đi mua đồ giùm cho xà lan ha xà lan đem ra đây để đem qua giùm
Dạ. À, thường ngày mua đồ ăn thức uống đồ ha ha. Ở đây như mua cái này uống kia đó, rồi mình đem ra Thái Lan giùm cũng như cho chục ngàn. À cũng mua cà phê mua thuốc. À, cũng như là cái đó là một cái nghề của chú luôn, là chú ngày nào cũng có bơi ra bơi vô ha. Có Thái Lan lại là ông bơi hà kêu là ông điện đó, điện Thái Lan người tới người ta đem đồ lại cái ông đi ra lấy đồ vô rồi lấy đồ ra như đó. À. Như cho người khi 50 biết rồi, dạ dạ. Rồi rồi. Chú năm nay nhiêu tuổi rồi chị? 74. 74 ha. Dạ. Rồi bữa chú ra đó là 5 giờ mấy đó là trời có mưa không? Thì mưa cũng mới ra tạnh còn 5 giờ tại vì nó hết gió rồi. Dạ. Nếu không đi ra hồi nào thì em không thấy. Đi cái lúc chú đi ra thì chị không thấy. Không thấy. Dạ. Rồi bơi vô đi ra rồi mở cửa ra rồi mới thấy bơi vô. Dạ. Bơi vô rồi cái nhỏ đi ra là hai đứa đi ra đặng sẵn ăn cơm rồi rửa chén đó. Dạ. Từ cái nó nói ai mà bơi xuồng chắc này là bơi vô mà đổi nón lá. Dạ. Rồi cái nhìn như cũng nhìn ghe bọng Thái Lan như đó. Dạ. Gì nè nhìn xong rồi bơi tiếp luôn. Dạ. Đó, nước lớn chảy lên trời đó. Nước đang lớn. Đang lớn chảy lên xiết lắm. Cũng bơi vô rồi cho không hút. Vậy nhưng mà của chị có nghe là mấy cái đứa cháu mà kể lại là khi mà chiếc xà lan đã cò quẹt dưới chú mà có nghe chú la lên cúi gì không? Giống như thì đụng thì dâu nó nghe la cái á rồi thôi đó. Nghe la một cái á hả? Cái á la cái rồi đó. Dạ. Nhưng mà chú ra lúc đó chị không hay mà không biết chú ra mấy quận rồi chú mới gặp sự cố ha. Tại vì cái đó đường mưa bão rồi ông đi cứu cháu nội về đó rồi mới đi. Dạ. Yeah. Tội quá trời tội luôn. 74 tuổi mà còn đi cái tâm bản xuồng mình xuồng nhỏ đó hả chị? Đầu xít. Cái xuồng. Dạ. Xuồng composite hả? Cái xuồng năm lá ba lá mà. Dạ. Xuồng BK xuồng composite đó. Cái đó nó nãy rồi nổi mà. Giờ không cầm cũng tủ rồi xuồng này nó nghe cái dầm cái đập sạo. Giờ thì kiếm được hết trơn nha. Người mấy người đi kiếm chứ con rồi đó. Dạ. Thấy có cái sạp xuồng với cái nón lá với cây dầm mà. Dạ. Em có nghe clip mấy anh em đưa lên là chuyện qua là hình như là cái nón lá bị gách không? Ờ, đổ trên đó. Cái trên cái đầu núng hả chị? Cỡ lớn à. Ồ, như vậy là lúc chú xảy ra sự cố là không biết va chạm cái phần thân xà lan hay là mũi mình cũng không gành ha. Thì đụng tới thì xà lan này có đụng chắc từ mũi quá ha. Mũi quá. Cái này mình cũng suy đoán thôi chứ đâu có ai thấy ha. Dạ. Ra chích mà có ai thấy chứ mình cũng không có thời. Dạ, dạ đúng rồi. Thì hằng ngày là chú có công việc chú là cứ đi chuyển đồ cho mấy xà lan vậy đó hả? Đặt là dớt. Dớn đặt lò đó, rồi nhờ hai ông bà, rồi đi theo nước cạn gì nè. Dớn đặt lò ở dưới sông đó hả? Dạ. Dớn rồi theo nửa đêm nữa hôm cũng bơi đi, hai chồng bơi đi. Bảy mấy tuổi mà bơi xuồng đi đặt dến bằng đêm á. Dặn đặt xong rồi hai chồng sống tại đó mà. Giống như được nhiêu thì bán nhiêu, một khi 300 gram nửa ký gì đó. Chị cho em hỏi gia đình của chú con cái đông không? Bốn người, ba trai một gái. Lớn hết chưa chị? Dạ, vợ với chồng chân rồi. Chú bảy mấy rồi mà. Còn mấy ai vậy chồng không à? Dạ. Dạ. Ai hả ghe rồi đụng kìa, đụng rồi mất tiêu người rồi mẹ ơi, cái đầu cái chạy ra rồi thấy phớt thì Thái Lan chạy luôn rồi đó. Dạ. Ủa sao đụng ta mà sao Thái Lan chạy dữ trời. Chắc cái lúc va chạm nó nghe tiếng động con chị mới hay ha. Thì đụng cái ảnh đó thấy đụng cái ảnh là cái á, còn nhỏ con gái thì cái ảnh là cái á luôn. Thì nhỏ con gái thì nó nghe, nhỏ con gái thì nó nghe. Dạ. Con gái thì nó không có nghe. Ủa nhưng mà chị có mà thấy là mấy cái thằng Thái Lan nó có tính quay đầu lại để là cứu chú gì không? Không thấy đụng không biết. Mà chiếc xà lan là chiếc xà lan lớn không chị? Đó thì bây giờ các bạn thấy thì đây là cái ngôi nhà của một người chú. Thì chú đã mua đồ ở trong cái đất liền rồi mà chú ra ở ngoài, chú bơi xuồng ra ở ngoài mấy cái chiếc xà lan để chú giao đồ ăn rồi vật dụng đó. Thì không may thì cái chiếc xà lan kia thì đã va chạm dưới chú nha. Thì chú đã mất tích hôm nay nữa là từ ngay bữa 4 tay mà hôm nay là tới hôm nay nữa là 6 tay rồi mà chưa có tìm được gặp chú luôn nha. Đó thì giờ ở trong gia đình thì cũng đang là cúng cho chú nè. Đó thì các bạn thấy là cúng trên đây và cúng ở trên cái giường luôn nha. Đó giờ các bạn thấy là cúng ở trên cái giường cho chú luôn.
Đó thì bây giờ các bạn thấy là hôm nay nữa là cũng như là 3 ngày rồi đó, là hôm nay là cũng như là trong cái gia đình là nói hôm nay là cũng như là tới cái ngày kéo của mã của cho chú luôn á. Mà hôm nay là bà con đầu lại rất là đông luôn nè. Ủa chú đã kể về cái chú mới tích là chú đã khóc ha. Em ruột của chú Tư mà này chú Sáu. Dạ. Thôi ơi. Chúc về đây. Thì đây là một cái ngôi nhà dưới mà cái ngôi nhà nấu ăn của là chú luôn nha. Và chị thấy cảnh này cảnh kia gì đó. Dạ. Ừ. Chị là em là con gái. Bà con ở xứ. Dạ. Vậy cầu mong cho tiền đâu. Tại vì biết cái lòng đất nó đâu có nằm hết. Điểm mấy con nó xuống tới đâu rồi? Mà ví dụ còn một bọc cá nó cũng đem tới dẫn tới chị Đình mới bán nữa, chừng nào hết tới mới được về. Ba hiền lắm, hiền ở đây là không có thờ lắm, nói chung là ba không có lợi lẽ như người ta ở đây. Cá bảo đi không đây, cá bảo đi rồi đi coi hết. Thì đó các bạn, thì bây giờ là đây là một cái người vợ của là chú, thì cô đốt nhang cho là chú luôn nha. Đây là người bạn nha, bà đang cẩn giờ cầu nguyện để mà ăn ngày ra đi mà lòng lưu môn cần thơ nghe cũng chuyện quá như thế nào mà cũng tin bao nghe anh cũng chỉ rõ gì không. Dạ lúc đó là bữa đó là bác trai đi xuống đó là cũng là đi đưa đồ cho người ta. Dạ, ông ấy gửi vô 3 triệu. Dạ. Gửi 3 triệu mà không có đem vô nhà được, bị đụng nguy tiền bạc mất hết trơn rồi, 1 ký tôm cũng mất. Khô đuối gì cũng mất hết trơn. Coi như là bữa đó là nó úp xí xuồng là nó đồ đạc cũng mất tiêu luôn. Tiền cũng mất luôn. Tiền nó gửi vô 3 triệu về con ta vợ nó giống mất. Dạ. Mất hết trơn rồi cho ổng 50.000 cũng mất tiêu luôn. Dạ. Tôm ký tôm cũng mất luôn. Đó. Bữa đó là bác đi ra buổi chiều đó có mưa nhiều không? Hết bác tạnh mưa rồi, tạnh mưa. Tạnh mưa rồi hả? Dạ, tạnh mưa. Tội là nghèo quá. À, nghèo khổ của con, nghèo khổ quá vậy đi mặn. Hôm mới giờ hơn đi mặn mướn ba. Dạ. Dạ, dặn đủ ruộng nương gì mà hái. Vậy là ở chung với con trai út hay gì? Dạ, nhà người ta cho tiền thiện cho nè, chứ không có tiền bạc người cất. Dạ, nó cho cất người giờ, chứ thấy được có lãi không? Dạ. Vậy cất vậy rồi đó. Có cái bảng nè, có để bảng đó. Dạ. Rồi nghe nói mà hiện tại thì bác trong người bác cũng bệnh á. Bệnh là khỏe rồi, cái thuốc qua khỏe rồi. Dạ. Qua hai mũi hai ngày qua là nước lớn hay nước rồng bác? Hôm kia bữa nước lớn đó. Lớn chảy lên dữ lắm. Nước lớn hả, đang lớn ha. Dạ, lớn rồi chảy lên dữ lắm. Dạ. Chẳng được mà bán hết trơn. Coi như là được mấy, được nhiêu cũng đem đi bán hết. 200 hay nữa cân, hơn cân gì cũng bán hết trơn. Sao không để dành lại ăn? Không bán mỗi cháu ăn đi học vô, nghèo không có tiền cho cháu. Là cháu ở chung luôn ha. Nó học lớp 3, nó học lớp 5. Dạ. Có hai đứa cháu mà. Rồi ba mẹ cháu đi làm. Đi camera chỗ cái này, có camera đó chỗ cái bé đi xéo kia. Còn nó đi ra kia em để ấy không? Trời, nó chạy lên không? Ừ. Mẹ khác già đó. Đụng đâu cỡ
nhậu mà ông dỗ, ông dỗ qua ngày sau ông dỗ về vợ không? Ông qua của tôi nè, ông dỗ thì vợ ông là ông của tôi, bên ông Tư. Rồi ông ngủ qua bữa nay ông chiều nè, thôi qua nhậu đi dự đi đây. Ông, cái cồ. Ừ, là kêu hai cồ á. Ông dỗ một mâm nhậu luôn đó, một mâm màng mà chén bát để sẵn cho đó. Làm mồi sẵn rồi đó, rồi mẹ bơi đưa nó đưa nhỏ trái đưa, đồn ai bơi đưa nó nhậu. Không nhậu là không có nhậu gì hết á. Ốc trên á, tại vì ốc kêu rồi mà chưa lên qua. Rồi thấy vậy đò sạc lên nó điện nhau ra ông đưa. Ông đưa đồ. Ông đi ra xong này làm gì anh? Ông đưa đồ cho Sô Lan. Thường là ông ông lấy đò nó cho 20-50 ngàn vậy bà đó. Mà sắt lên mà đưa đâu có xa đâu. Sô Lan đậu ngoài dưới sông anh đi. Trời ơi, chừng 200 thước. Đó đó nha. Bọn nó đậu chỗ một mình đó đó. Có tấm bình ở đâu đó đó. 200 mà từ mé thì 200 bước à. Nó gần gần nó để dễ ông bơi ra vô dễ. Đợi ông đưa hoài mà. Đường nào chứ? Dạ. Dạ. Mấy cái khổ với trời Phật chứ ông bà đổ hội gặp chuyện hai nữa. Bảo là chỗ nào đâu ta? Đây tôi không biết cái ngã bảo là chỗ nào ta. Dạ. Cái ngã bảo là chỗ nào? Dạ. Tắp vô ngã bảo là ngã bảo chỗ nào? Không biết chỗ bảo, không biết chỗ nào, không biết đâu nó chỗ bảo, thì mà các bạn ơi, theo sớm giờ đó các bạn thì tuy là làm bạn thì cũng có quay cho bạn xem thì một người chú năm nay chú 74 tuổi đó các bạn, thì không may thì chú đã té với một cái con sông nha. Thì tới ngày hôm nay thì cũng 3 ngày chưa có tìm được gặp chú nha. Thì nãy giờ là ở trong gia đình thì ở bà con hàng xóm thì chia sẻ đó các bạn, chia sẻ hồi sớm giờ thì cũng đã rất là dài rồi. Thì thôi giờ tuy là Lâm cũng kết thúc video ở đây luôn các bạn ơi. Thì mình cũng mong các bạn hãy ủng hộ cho Tí Lạc Lâm đó các bạn, hãy cho Tí Lạc Lâm một cái chia sẻ và một cái đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ Tí Lạc Lâm luôn các bạn ơi. Giờ Tí Lạc Lâm bye bye các bạn nha, bye bye.